Theo Dân Trí, Tiền Phong đưa tin ngày 25 tháng 2 cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị này đã đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra đối với bị can Đỗ Văn Khá, 24 tuổi, ngụ xã Nhân Ái, huyện Phong Điền về tội giết người. Cơ quan điều tra thông tin, Khá sống với bà nội tên Nguyễn Thị Tư 73 tuổi tại xã Nhân Ái. Trong quá trình sống cùng với bà, Khá có biểu hiện tâm thần nhưng không được gia đình chưa đi chữa trị. Đến chiều ngày 29 tháng 12 năm 2019, bà Tư đang ngồi ăn cơm, Khá lại gần xin tiền mua bánh. Vì bà nội không cho nên Khá đã ra phía sau lấy dao chém bà Tư cục xuống, rồi phi tang xác xuống mương nước. Bị can Đỗ Văn Khá con dao gây án sau đó, Khá đã ném xuống sông để phi tang rồi thản nhiên sang nhà hàng xóm nói rằng bà nội bị người khác chém. Người dân xung quanh sau đó đã báo công an. Cảnh sát vào cuộc điều tra và xác định Khá là thủ phạm nên bắt giữ. Tại cơ quan công an, Khá thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trong quá trình điều tra, Khá có biểu hiện bị bệnh tâm thần. Ngày 3 tháng 1, cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định tình trạng tâm thần đối với Khá. Theo kết luận của Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ, trước, trong, sau khi phạm tội và hiện tại, Khá có bệnh lý tâm thần phân liệt. Thời điểm phạm tội và hiện tại, Khá mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do bệnh lý tâm thần. Vì vậy, căn cứ điểm A, khoảng 1 điều 230 và khoảng 2, điều 157 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự, đình chỉ điều tra bị can đối với Khá, Les Block S,